Quý vị các bạn đang thưởng thức những khoảnh khắc đấu chim. Và bên trái là em rất là khổng lồ. Con này là con clip 46 nha các bác nha. Clip 46 cực khổng lồ, to như con bồ câu. Cườm rất đẹp. Đấy các bác nhìn thấy cái bộ cườm vừng của nó đây. Ú đi.